Thưa quý vị, những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều chuyển biến đầy phấn khởi trên mọi mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, từng bước giữ vai trò là đô thị động lực của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đồng hành cùng sự phát triển đó, hoạt động báo chí cũng có bước tiến tích cực, năng động, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố. Ngược dòng thời gian về những ngày, ai ở đâu thì ở đó tại thành phố Đà Nẵng. Lúc này, dịch bệnh diễn biến hết sức khó lường và vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, các phóng viên nhà báo vẫn bỏ lại sau lưng mọi khó khăn, luôn xuất hiện tại mọi điểm đóng để chuyển tải đến công chúng những diễn biến mới nhất của tình hình dịch và công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Trong 2 năm qua, khi ảnh hưởng của tình hình đại dịch COVID-19, thì các cơ quan báo chí đã tổ chức các cái tuyến bài tuyên truyền, cái sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, và đặc biệt đó là thể hiện cái sự vào cuộc rất là quyết liệt của các cơ quan ban ngành chức năng và sự đồng lòng của người dân thành phố để nỗ lực vượt qua phòng chống dịch. Và có thể nói rằng là các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã có cái đóng góp hết sức là lớn trong cái sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng trong cái thời gian vừa qua. Phát huy phẩm chất đạo đức người làm báo và trách nhiệm công dân, đội ngũ phóng viên và báo trên địa bàn thời gian qua không ngừng tìm tòi sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dấn thân để cho ra nhiều tác phẩm có chiều sâu, bám sát thực tiễn, chỉ ra những vấn đề nổi cộm, điểm nóng ở cơ sở, cung cấp thông tin đa chiều, khách quan về các sự việc, phản ánh nhanh chạy kịp thời các hoạt động của lãnh đạo thành phố trong việc xử lý các vấn đề nảy sinh từ đời sống xã hội, đồng thời phản bác lại các thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến hình ảnh và sự phát triển của Đà Nẵng. Có thể nói rằng là bằng cái sự nỗ lực và có thể là dấn thân của nhà báo, thì tất cả mọi hoạt động thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được chuyển tải đầy đủ và kịp thời, có định hướng trên các cái kênh thông tin của báo chí trung ương và địa phương. Tôi nghĩ rằng là đây là những cái điều rất là tốt để báo chí tiếp tục đồng hành với cuộc sống và đặc biệt trong cái quá trình khôi phục phát triển kinh tế sau đại dịch. Báo chí thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, đầu tư dung lượng, thời lượng thông tin đầy đủ, khách quan về các lĩnh vực kinh tế xã hội. Hệ thống báo chí thành phố cần tích cực hơn nữa trong việc phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu về kinh tế, chính trị xã hội, quốc phòng của thành phố, các mô hình hay cách làm hiệu quả, sáng tạo, phát hiện, phản ánh những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong công tác hoạt động điều hành, quản lý của thành phố với tinh thần đóng góp, xây dựng, trách nhiệm vì mục tiêu phát triển bền vững của thành phố. Kế thừa và phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam suốt 97 năm qua, cùng sự đồng tâm, đồng lòng, đội ngũ những người làm báo tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục quyết tâm gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, an bình và đáng sống.